Bạn nhiều bạn bảo là mình đôi Dogwin mình chạy được 2.000 km, vậy tại sao là cái đôi Dogwin đó, Dogwin mà mọi khi mình hay đi ấy, tại sao nó lại đẹp như vậy? Thì nó là như này này các bạn, đó chính là đôi thứ hai của mình rồi các bạn nhá. Đây mới phải là đôi thứ nhất. Đôi thứ nhất là đôi hơn 2.000 km này, là đôi này này đấy. Các bạn thử tưởng tượng xem, chả nhẽ bây giờ mình chạy bộ mới tầm khoảng 2.000 km sao? Dạ, mình chạy bộ cũng phải lấy tầm khoảng 5 đến 6.000 km rồi. Cho nên là mình chạy trên đôi thứ hai là chuyện bình thường. Phải không ạ? Đó. Và các bạn có thể thấy là ở đây đấy. Thì các bạn có thể thấy là ở đây là đôi thứ nhất, nó bục như này rồi này. Đấy, gần 2.000 năm mấy ấy, mình không đo được, tầm đại khái là hơn con số đấy. Đây các bạn có thể thấy này. Đấy, nó bục như vậy cơ mà. Cái này nó chỉ bục cái phần vải thôi nha các bạn nhá. Nếu mà các bạn có cái phần vải, có phần vải, các bạn thay cái miếng vải trên này vẫn chạy được các bạn nhá. Ở dưới này nó vẫn êm các bạn nhá. Bởi vì bục như này là sao? Có nghĩa là mình thứ nhất là cái đôi của mình ấy, mình chạy ấy, là khi mà mình chạy ấy thì là do kiểu như là bị mồ hôi ấy, cho nên là nó hay bị cái tình trạng nó như là vải nó rách, nó mục rất là nhanh, có nghĩa là nó hỏng ấy. Đấy. Cho nên là mình không để ý, và lúc mình hay chạy nhiều nhất ấy là mình cũng không bao giờ giặt giày đâu các bạn. Ngày nào cũng chạy mà. Đó, toàn là những cái cung đường kiểu đường trêu, đường đất như này này các bạn. Đấy, lên dốc các thứ như này này. Đấy, các bạn thấy chưa? Lên dốc, xuống dốc như này này. Cái đợt mà mình chạy nhiều nhất ấy, được chưa ạ? Đó, là cái trong cái tình hình dịch ấy là mình chạy nhiều nhất. Đó, một tuần có những cái chắc lốc mà mình chạy ấy có thể lên đến gần 500 km các bạn ạ. Đấy. Có những cái thời điểm ấy, những cái tuần mình chạy nhiều nhất ấy, phải không ạ? Lên đến tận 500 km các bạn thử tưởng tượng xem, mỗi ngày mình phải chạy hơn 42 km. Được chưa? Đó. Cho nên là các bạn thấy là bục như này, và một phần bục như này ấy là khi mà các bạn và mình chạy nhiều và biến tốc nhiều nữa. Bạn thấy chưa? Ví dụ như ở đây là có những cái biến tốc này. Đấy, bạn thấy chưa? Biến tốc này. Những cái pay, ví dụ đóng cái pay khoảng 2x 2.50 2.40, được chưa? Đó, 3.0, được chưa? Đó, biến tốc cự ly này. Đấy, lao đi như cơ hơn cả ngựa bạn ạ. Đấy, nó mòn ở đây chỗ đấy nấy này. Đấy, còn bình thường là những cái chỗ khác thì bình thường ấy, bình thường các bạn sẽ mòn ở cái phía gót sau này này các thứ, nhưng mà ở đây ấy, thì mình làm mòn ở đây nhiều, được chưa? Phần đây này đó, thì cái này là mình chủ yếu chạy biến tốc nhiều, nhưng mà chạy đường dài thì mình sẽ đáp bằng cái má khác đó. Cho nên là các bạn đã thấy là, các bạn nhìn mới thấy đẹp như vậy, là đó chính là một phần nữa là do mình giặt lại, thế nên nó nhìn nó còn đẹp như này đó. Nhưng mà nó bị bục ở đây này một tí. Đấy, dạ. Đó. Đấy, đây là đôi 2.000. Đấy, dạ. Đó, mình còn một đôi nữa, mình cũng đang chạy, cũng trên Dogwin luôn. Đôi kia thì nó chỉ hơn 1.000 thôi. Đấy, dạ. Còn đôi này hơn 2.000 rồi. Đấy, và mình còn có một số đôi khác mình thỉnh thoảng mình chạy nữa. Đấy. Đó, cho nên là đây là cái đôi đầu tiên. Đấy, dạ. Đó. Phải không ạ? Đấy, nó là như vậy. Để các bạn hiểu, công ty các bạn bảo là mình chỉ chạy đôi này và mình với mức thông số nó chỉ chạy tầm khoảng 2.000 sao. Mình đi đôi tiếp, đôi mình dùng đôi tiếp rồi. Đôi tiếp của mình cũng rơi tầm khoảng hơn 1.000 rồi. Đó, đâu phải đùa đâu các bạn. Đấy, còn mình còn chạy trên một cái đôi khác nữa. Đấy. Đó, Dogwin. Trực ra nó nhìn nó vẫn còn mới, nhưng mà nó hơi bị đấy một rách một tí ở đây. Biến tốc nhiều ấy thì chỉ sợ là nó bị bục ra thôi, kiểu tốc độ cao ấy. Đấy, bị bục ra thật đấy các bạn. Đấy. Đó là cái Dogwin các bạn. Đó là mà mình chia sẻ với các bạn nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Vì dạ, hay các bạn, đôi này chạy tốt. Đường những cái đường trêu kiểu như đất kiểu này ấy, đều chạy được hết. Được chưa? Đó, nhưng mà miễn là nó không trơn quá, nếu mà mưa trơn quá vẫn được thôi. Được chưa? Đó. Nhưng mà kiểu như bùn lầy các kiểu ấy thì các bạn sẽ chọn những cái đôi mà nó bám hơn, được chưa? Nó chuyên cho đường trêu. Đấy, ví dụ như có những cái cuộc thi ở những cái khu vực như là nước ngoài ấy, thì họ thường chạy ở những cái
cái chạy trêu kiểu như chạy xuống những cái bùn nữa, thì các bạn phải chọn những cái đôi giày khác nó phù hợp hơn. Đôi này thì chạy những cái đường bình thường như này, thậm chí là đôi này mình còn chạy lên lên đỉnh Thiêng, có nghĩa là chạy lên Tây Yên Tử đấy, từ Bắc Giang mình cũng chinh phục cung đường Tây Yên Tử bằng cái đôi này. Nhiều bạn bất ngờ, ô đôi này mà chạy được cái đường dùng núi Tây Yên Tử sao, lên đỉnh núi Tây Yên Tử đấy. Cho nên là mình cũng dùng cái đôi này luôn các bạn. Thực sự đôi này nó không thích hợp, cho nên những cái bạn nào mà có kinh nghiệm ấy thì các bạn mới có thể sử dụng được. Không thì nó khá là trơn đối với các bạn là đi những cái vùng rộng ấy mà nó có mưa ẩm ấy, đặc biệt là mưa ẩm những cái lá cây các kiểu ấy, thì các bạn phải chọn những cái đôi giày mà nó có bám hơn, thuộc dòng trêu chuyên dụng. Nhưng mà bình thường những cái đường như kiểu như này các bạn vẫn có thể chạy được nha các bạn nha, vẫn chạy tốt được. Và vừa đường trường và cái vừa kết hợp trêu nhẹ thì vẫn ok đối với bản thân mình là vậy các bạn nhá. Đó, đó là cái đôi giày mà mình hay tập. Đó. Cảm ơn các bạn đã xem nội dung video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái nội dung video lần sau các bạn nhé. Goodbye các bạn. Bye bye.